Sir Alex Ferguson từng gợi ý, Ten Hag cần hành động ngay, với Casemiro Erik Ten Hag có thể sẽ áp dụng phương pháp của Sir Alex Ferguson, khi quyết định về tương lai dài hạn của Casemiro, sau trận thua bạc nhược của Man United trước Liverpool. Trong trận thua bẽ bàng của Man United trước Liverpool ở vòng 3 ngoại hạng Anh, Casemiro là cầu thủ để lại nỗi thất vọng lớn nhất với đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ người Brazil mắc lỗi trực tiếp vào hai bàn thua của Quỷ Đỏ, qua đó giúp The Cavs ca khúc khải hoàn ra về với 3 điểm. Cựu sao Real Madrid đã bị huấn luyện viên Ten Hag thay ra trong giờ nghỉ và được thay bằng tiền vệ trẻ Toby Carlier, người mới ra mắt lần đầu ở Premier League. Tân binh Manuel Ugarte không đủ điều kiện thi đấu với Liverpool, do chưa được đăng ký trước hạn chót của Premier League, và khi cầu thủ người Uruguay có thể thi đấu, Casemiro có thể sẽ không còn chắc suất đá chính. Trong quá khứ, huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson đã có nhiều quyết định thẳng tay với những ngôi sao hết trọng dụng, và Ten Hag có thể cân nhắc với trường hợp của Casemiro. Chia sẻ với Manchester Evening News, Sir Alex Ferguson cho biết, về những điều hối tiếc, đội hình năm 1994 của tôi, cả bốn hậu vệ dường như già đi cùng nhau, và đó là điều tồi tệ đối với một huấn luyện viên, vì những chàng trai này đã thi đấu tuyệt vời cho tôi. Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pollister, Dennis Irwin, những cầu thủ tuyệt vời. Họ đã cống hiến cho tôi 9 hoặc 10 năm, và bằng chứng luôn nằm trên sân bóng. Họ không nhận ra điều đó. Tôi thì thấy rõ. Vấn đề đối với tôi là, tôi nên làm gì về điều này? Tôi đã sắp xếp được một cuộc chuyển nhượng cho họ, và họ đã có kết quả tốt từ đó. Nhưng nói với họ điều đó thật sự rất, rất khó khăn. Casemiro gia nhập Man United vào mùa hè năm 2022, và ngay lập tức nhà vô địch Champions League trở thành trụ cột của đội bóng. Cầu thủ người Brazil thường xuyên đóng góp những bàn thắng trong những trận đấu lớn, qua đó giúp Quỷ Đỏ giành được danh hiệu Carabao Cup trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ của Casemiro bỗng xuống dốc không phanh ở mùa giải trước. Cựu sao Real Madrid thường xuyên dính những chấn thương khác nhau, và điều này khiến cho thể trạng của anh không được duy trì, và thường tỏ ra hụt hơi trong các giai đoạn quan trọng. Trước mắt, kỳ nghỉ FIFA Days tháng 9 sẽ là cơ hội để Casemiro rèn luyện thể lực của mình, trước khi trở lại cùng Man United bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.